Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Công Thương địa phương tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 tại thủ đô Hà Nội từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2024 nhằm giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong cả nước. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của chương trình khuyến công quốc gia năm 2024 đã thu hút khoảng 150 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 40 địa phương trên cả nước tập trung trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm đã được bình chọn và tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, khu vực. Khoảng 50% số sản phẩm được trưng bày tại hội chợ triển lãm hiện đã tham gia vào các kênh phân phối, chuỗi cung ứng trên thị trường toàn quốc, đặc biệt là sản phẩm thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chất lượng vượt trội, giá trị sử dụng cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Phát biểu khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết: Bộ Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 thuộc Công Thương cùng các địa phương tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, đình Tam Văn Hiến từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 nhằm giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các địa phương cả nước. Trong chuỗi các hoạt động khuyến công phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua hoạt động bình chọn các cấp và xúc tiến thương mại là một trong những nội dung trọng điểm được triển khai thường niên rộng khắp trên địa bàn cả nước. Ngày càng khẳng định tầm quan trọng của công tác khuyến công đã tiếp sức cho doanh nghiệp, cơ sở gia tăng năng lực sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, thúc đẩy các hoạt động thương mại và góp phần tăng trưởng kinh tế. Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm còn diễn ra một số hoạt động như hội thảo về chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, thao diễn tay nghề tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động tư vấn nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.